Tháng 6, tuyết rơi. Trước đây tôi luôn cho rằng câu chuyện này là kịch bản hư cấu nổi tiếng do Quan Hán Khanh sáng tác. Nào ngờ lại là chuyện thật. 7-8 năm trước, thông qua một tu sĩ trong Giàng Phật Thành, tôi được đến Đài Loan nghe Trương giáo sư thuật lại tỉ mỉ các việc lạ lùng mà bà đã trải qua. 30 năm trước, bà làm công tác từ thiện tại Đài Loan, chuyên tư vấn tâm lý, là người tiên phong vực dậy trào lưu tốt cho xã hội. Vì vậy mà các ủy viên công tác từ thiện ở Đài Loan đều gọi bà là Trương giáo sư. Tôi biết tên thật của bà, nhưng ở đây chúng ta cứ gọi bà là Trương giáo sư. Hiện nay Trương giáo sư đang ở Mỹ. Tôi có điện thoại trò chuyện cùng với bà. Bà là cư sĩ tu tại gia, ăn chay trường, nói năng cẩn trọng, chuyên trì chú Đại Bi và niệm Phật, thường đi khắp nơi truyền bá Phật Pháp. Hiện nay bà hơn 70 tuổi. Trước khi kể chuyện mình, Trương giáo sư đã mở đầu như sau. Những việc xảy ra cho tôi có nhiều linh dị. Tôi nghĩ không phải ai cũng gặp chuyện giống như mình, nhưng chẳng thể ví các vị không gặp những chuyện này mà vội kết luận rằng đây là hoang đường, không có thực. Khi nghe xong câu chuyện của tôi, các vị muốn phê phán sao thì tùy. Tôi không dám có ý kiến, nhưng tôi kể hoàn toàn trung thực, quyết không hề vọng ngữ, và điểm này xin hãy tin tôi. Đây là câu chuyện nhân quả báo ứng tuyệt hay mà bút giả may mắn được nghe chính miệng Trương giáo sư kể ra. Thiết nghĩ những người giữ chức vụ cao, nắm quyền sinh sát trong tay cũng nên xem, sẽ rất có ích. Giờ xin ghi lại, chia sẻ cùng quý vị. Trương giáo sư vào trường đại học muộn, do sinh con rồi mới thi, tốt nghiệp lúc 33 tuổi. Lúc này bà đã có 3 con trai. Năm 33 tuổi, vào tháng 5, bà phát hiện mình mang thai, dự tính sẽ lâm bồn đúng vào ngày sinh nhật 34 của mình. Khi mẫu thân bà hay tin này thì kiên quyết yêu cầu bà phá thai. Thấy mẹ mình xưa nay tin thờ Phật, lại ăn chay nhiều năm, luôn giữ giới bớt sát nghiêm ngặt, nhưng vì sao bây giờ lại yêu cầu mình phá thai? Bà Trương cảm thấy rất kỳ quái. Dù có gặng hỏi đến mấy, mẫu thân vẫn không chịu giải thích nguyên nhân. Khi Trương giáo sư mang thai, xảy ra hiện tượng rất lạ. Thứ nhất, trong người bà khó chịu, khiến phải thường xuyên đập đầu vào tường. Thứ hai, khi nôn ọe thì cứ đòi chồng và 3 con trai phải đánh mình, còn không buộc họ phải dốc hết sức mà đánh. Có vậy bà mới thấy dễ chịu. Nếu chồng và con không chấp nhận thì bà liền trở mặt với họ. Đây là hiện tượng kỳ quái mà những lần mang thai trước bà chưa hề bị qua. Khi bà Trương mang thai đến tháng thứ 4 thì bạn của thân mẫu bà là một tu sĩ ở Đài Trung, có việc đến Đài Bắc, nên tiện đường ghé thăm nhà họ. Mỗi lần gặp vị tu sĩ này, Trương giáo sư đều đảnh lễ. Lần này bà Trương lễ rồi, lại xin lễ thêm một lần nữa. Sư hỏi: vì sao lại muốn đảnh lễ ta thêm nữa? Dạ, đó là con lễ thai cho hài nhi trong bụng của con đó. Vị sư hoan hỉ nói: được rồi, ta thu nhận bé. Nếu đã muốn cho cháu làm đồ đệ của ta, thì sau này có xảy ra chuyện gì nhớ cho ta hay. Khi thai nhi được 6 tháng, ngày nọ mẹ của Trương giáo sư muốn ăn một món chay ngon mà tiệm ăn lớn ở Đài Bắc mới có bán. Trương giáo sư là người con chí hiếu, luôn muốn làm cho mẹ vui lòng, nên ráng sức đi mua. Khi bà ra khỏi nhà, bước lên xe buýt rồi, lạ một điều là người trên xe đều thấy bà mang cái bụng to, nhưng chẳng ai muốn nhường chỗ cho. Thậm chí có kẻ còn vờ nhắm mắt lại để khỏi phải thấy, và không ai thèm để ý đến bà. Vì vậy Trương giáo sư phải đứng suốt. Bỗng nhiên xe tông phải vật nặng, thắng gấp khiến cho bà té nhào, dẫn tới động thai, phải chở đi cấp cứu. Tối đó bà đau bụng dữ dội. Lúc này thai nhi chỉ mới hơn 6 tháng, nhưng bà đã sinh non. Bé tuy hình dạng còn rất nhỏ, nhưng có thể nhìn ra đây là một bé trai vô cùng xinh đẹp, tuấn tú. Bác sĩ bảo do hài nhi sinh quá sớm, họ đã làm hết sức mình, nhưng có cứu sống được bé chăng thì không dám đảm bảo. Vì vậy Trương giáo sư đừng quá kỳ vọng. Trương giáo sư hết sức tự trách, giận mình không chịu an phận ở nhà, để con trẻ được bình an sanh ra. Hiện tại bé chỉ có thể nằm trong lồng kính. Bà rất mong Phật Bồ Tát sẽ gia trì cứu bé. Bỗng bà sực nhớ đến vị sư cách đây không lâu đã ghé qua nhà bà, nên gọi điện báo cáo. Dạ thưa sư, con đã sinh rồi. Em bé còn quá nhỏ, nhưng con hy vọng có thể cứu được nó. Sư nói: Con muốn cứu nó ư? Tốt, vậy hãy làm theo yêu cầu của ta. Từ hôm nay hãy bắt đầu ăn chay 100 ngày. Con thường tụng kinh gì? Dạ, con chuyên tụng Bạch Y Thần Chú ạ. Được rồi, vậy thì con cứ tụng chú này, nhưng phải tụng một dạng, tức 10.000 biến. Nếu muốn cứu cháu thì buông điện thoại xuống là tụng ngay đi. Lúc này Trương giáo sư đang ở bệnh viện. Nghe sư phụ dạy như vậy thì vội tụng Bạch Y Thần Chú không ngừng. Ngoại trừ lúc ngủ nghỉ ra, thời gian còn lại đều tụng suốt. Không bao lâu, bệnh viện bảo Trương giáo sư có thể về nhà. Về nhà rồi hàng ngày bà ở trước Phật tụng chú, ngày ngày đều như thế. Khi bé được 1 tháng, tối đó bà bỗng thấy ác mộng. Trong mơ, đứa bé cứ lôi khéo bà cũng dằn lại. Bỗng bà buông tay ra, mặt đứa bé đen thui. Bà giật mình tỉnh giấc, nghĩ điềm mộng này ác chẳng lành, bèn bảo chồng gọi điện đến bệnh viện hỏi thăm xem con thế nào rồi. Lúc này đã 3 giờ sáng, chồng bà ngại nên chưa gọi điện. Trong lúc ông do dự thì bệnh viện đã gọi tới báo tin đứa bé vừa qua đời lúc 3 giờ khuya. Trương giáo sư nghe như vậy thì bật khóc. Sáng ra khoảng 6 giờ, vị sư ở Đài Trung đã bao xe đến nhà họ. Vừa vào cửa, sư liền bảo: Chúc mừng bà. Trương giáo sư ngơ ngác, thầm nghĩ thằng bé con mình vừa mất, sao sư lại chúc mừng? Nhưng sư đã lên tiếng hỏi: Phải chăng Hà Nhi ra đi lúc 3 giờ sáng? Trương giáo sư rất kinh ngạc, nói: Dạ, sao ngài biết được ạ? Sư kể rõ nguồn cơn. Hồi hôm này khoảng 12 giờ khuya, đứa bé đến từ biệt sư. Nó nói: Con vốn muốn đem bà ấy đi, nhưng hiện tại vô phương đoạt mạng bà, bởi vì bà đối với mẫu thân một bề hiếu thuận. Mẹ bà muốn ăn cái gì, bà dù mang thai cái bụng to như vậy cũng ráng đi mua đồ cho mẹ. Và do bị gặp tai nạn xe như vậy, khiến con không đủ khí lực để sống trong bụng bà. Con vốn định vào đúng ngày sinh nhật 34 tuổi của bà sẽ bắt bà đi. Sư hỏi: Con theo bà rốt cuộc là có thù oán gì? Bé đáp: Đây là mối thù truyền kiếp, cách đây nhiều đời bà ấy từng là tham quan, đã phán án sai, khiến con bị chết oan. Vì vậy con để bà từ lúc hoài thai là bắt đầu bị hành hạ, chính là để trả mối thù lúc con bị tra tấn trong ngục. Con khiến bà húc đầu vào tường, kêu chồng con, đánh đập mình là để rửa mối hận lúc con ở trong ngục thọ cực hình tan khóc. Nhưng hiện tại từ lúc bà sinh con ra rồi thì không ngừng niệm Phật. Do bà niệm Phật nên chung quanh bà luôn được Phật Bồ Tát che chở, chúc phúc. Vì vậy con vô phương tiếp cận, không có cơ hội để bắt bà đi. Nhưng con chẳng cam tâm, luôn chờ đợi. Do trong nhà bà có Phật đường, con không cách chi vào được, vì trong nhà bà luôn được các tôn tượng Phật bảo hộ, che chở. Cho nên hiện tại con không đủ sức, có muốn kéo bà đi cũng không được, đành phải bỏ đi. Sư bảo Trương giáo sư bà không nên lưu luyến đứa bé này, nó đến là để báo thù, muốn đoạt mạng, bắt bà đi. Nghe vậy, lúc này mẫu thân của Trương giáo sư mới kể ra việc khuất tức trong dòng họ. Dòng họ Trương giáo sư phát sinh chuyện rất kỳ lạ. Ông nội, ông cố, phụ thân bà đều đúng ngày sinh nhật năm 36 tuổi thì tạ thế. Điều này xảy ra liên tục suốt 5 đời. các trưởng nam của dòng họ đều vô phương sống quá 36 tuổi. Số mệnh của họ cứ đúng ngày sinh nhật 36 là lìa nhân gian. Còn phía con gái thì các trưởng nữ cứ đến sinh nhật 34 là tà thế, không ai thoát khỏi. Chuyện này mặc dù mẫu thân bà biết rất rõ, nhưng không dám nói cho Trương giáo sư nghe, vì sợ con mình sẽ bị kích động. Bởi vì Trương giáo sư cũng là trưởng nữ. Đây là lý do vì sao mẹ Trương giáo sư kiên quyết muốn bà phải phá bỏ thai nhi. Trương giáo sư có ba trai, mỗi đều ưu tú. Nhất là con cả, tốt nghiệp đại học xong thì đi Mỹ du học, sau đó thành gia lập nghiệp. 2 năm trước, Trương giáo sư từ Mỹ sang thăm con trai thứ hai và con trai út tại Đài Loan, thì bỗng nhận được điện thoại báo tin cậu cả đang tắm, bỗng bị ngạt thở, hiện đang cấp cứu. Khi bà về đến Mỹ thì cậu cả đã qua đời. Điều này đối với bà như sét đánh gang tai, khiến bà suy sụp, té xỉu. Nhờ mẫu thân khuyên giải nên bà ráng nén đau đớn để lo xong 49 ngày cho con. Lúc này hầu như bà đêm ngày đều khóc, ai an ủi cũng vô dụng. Con trai út của bà cũng tới Los Angeles, thậm chí phải nghỉ công tác để khuyên dỗ mẹ nguôi sầu. Trương giáo sư cũng hy vọng mình có thể thoát ra khỏi nỗi đau. Thế là bà nảy ý đến một ngôi chùa mà thuở giờ chưa từng ghé qua, hy vọng Phật Bồ Tát có thể giúp tâm tư bà bình ổn lại. Từ 10 năm trước, Trương giáo sư đã biết ngôi chùa này nhưng chưa bao giờ đến viếng. Hôm đó bà đi cùng chồng và con trai út. Vừa vào cửa thì thấy trong Phật đường có 2 người, một vị là Pháp sư Hương Cảng, một vị là cư sĩ tại gia. Vị tu sĩ Hương Cảng vừa thấy bà Trương thì nhìn chăm chăm, mà Trương giáo sư lúc đó hễ thấy người thì khóc. Pháp sư liền hỏi nguyên nhân, biết việc rồi thì ông bảo với Trương giáo sư rằng hãy yên tâm, tôi sẽ lo giúp cho bà. Tuy mới gặp nhau lần đầu, nhưng Pháp sư xin số điện thoại của bà và hẹn ngày mai gặp. Sau đó mỗi tuần ông đều hẹn gặp và trò chuyện cùng bà. Ông thường nói, thế gian vô thường, luôn có sinh ly tử biệt, mục đích là để an ủi cảnh tỉnh bà, nhưng bà chẳng thể nào thoát ra khỏi vực thẳm khổ sầu. Thực sự thì cả đời Trương giáo sư chưa làm điều gì đáng thẹn với lương tâm. Tại Đài Loan, bà một bề tham gia công tác từ thiện xã hội, giúp đỡ bao nhiêu người, không hiểu tại sao gặp phải cảnh này. Một hôm, Pháp sư gọi điện cho bà, mời bà đến, rồi muốn nói rằng ông muốn giúp bà nhưng phải đúng bệnh cho thuốc. Nhưng ông tra không ra nhân quả khuất tất nên vô phương giúp bà. Ông nói ông có thỉnh một tượng Quan Thế Âm Bồ Tát từ Đại Lục hiện để tại Phật đường của mình, và hỏi rằng bà có thích Bồ Tát Quán Thế Âm chăng? Dạ, con từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ Bồ Tát Quan Thế Âm. Pháp sư bảo, tôi sắp thế này, để thỉnh Bồ Tát Quan Âm về nhà, trước tiên bà hãy đi mua 66 cm giả vàng, 2 bó hoa cúc cùng hoa trái đèn hương, rồi sáng mai đến thỉnh. Hôm đó bà cùng con trai đi đến tiệm vải để chọn. Trong đây vải vàng rất nhiều. Bà cho chữ, chẳng biết mua loại nào, thì bỗng thấy một khúc vải rất đặc biệt, liền cầm lên chuẩn bị trả tiền. Bà chủ tiệm nói, khúc vải này không bán, bởi vì nó ít quá, mua về cũng không thể dùng làm gì. Trương giáo sư liền đo thử, kết quả vừa đúng 66 cm. Thế là bà mua ngay. Bà đi ngang hàng hoa, tiệm còn đúng 2 bó hoa cúc, bà mua luôn. Và hôm sau đi thỉnh tượng Quan Thế Âm về nhà. Từ đó trở đi đã qua 2 tháng hơn, Trương giáo sư vẫn cảm thấy rất thống khổ, ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt. Lần nọ bà đến chỗ Pháp sư, ông hỏi, tôi nhất định phải tra cho rõ nhân quả của bà, chuyện bà không giống như người bình thường, tôi phải dùng cách thức đặc biệt để giúp bà. Rồi ông đưa cho bà một tờ giấy đỏ và một bao thư, nói, trên tờ giấy này bà hãy viết ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kim là viết về gia thế, gốc gác xuất sinh. Mộc là viết về bạn bè, công việc. Thủy là viết ra tên họ toàn gia. Hỏa, kiếp này bà có quan khuất gì. Thổ, bà có nguyện vọng gì. Thế nhưng cần chú ý một điểm, tuyệt đối không được cho bất kỳ ai xem qua, bao gồm cả chồng, con bà và ngay cả tôi nữa. Viết xong rồi thì tại ngày, giờ, tháng, năm đó, đối trước phương hướng đó, đọc 5 lần, liên tục 3 ngày, đọc tổng cộng 15 lần. Xong đem đốt đi, rồi bỏ tro vào bao thư này, đặt dưới gối nằm. Trương giáo sư làm y theo lời thầy nói, viết tổng cộng hơn 1.600 từ, đọc đủ 15 lần, rồi đốt đi, bỏ vào bao thư, đặt dưới gối. Được một tuần, Pháp sư gọi điện đến cho bà, hỏi: trong thời gian này, không có hiện tượng gì phát sinh ư? Trương giáo sư đáp: dạ không. Đến ngày thứ 10, thầy gọi điện tới nói: chúc mừng bà, tôi đã tra rõ nhân quả của bà, giờ hãy mau đến chỗ của tôi. Con trai út bà cũng đồng đi với bà. Đến chỗ Pháp sư, bà thấy trên bàn ông đặt sẵn một tờ giấy vàng rất lớn, trên ghi chi chít chữ. Pháp sư nói: đêm qua tôi ngồi tĩnh tọa suốt đến sáng, cuối cùng từ trong thủy đàn đã tra được hết rồi. Nghĩa là trong nước hiện chữ gì tôi đều chép ra, phải mất mấy tiếng mới chép xong. Tất cả tôi đều ghi hết trong tờ giấy này, bà xem xong thì sẽ hiểu ngay. Sau đó Pháp sư bảo bà: còn có 2 tên cho bà xem đây. Bà vừa nhìn liền nói: 2 người này đương nhiên con biết, họ đến là để đòi nợ con. Pháp sư nói: có phải bà rất hận 2 người này? Dạ đúng. Bà không nên hận họ, bởi vì đời trước bà nợ họ. Đừng hận nữa, việc gì cũng đều có nhân quả của nó. Tiếp đến, Pháp sư đưa tờ giấy vàng cho bà đọc và nói: khi đọc đoạn thứ nhất, lòng bà sẽ hết sức sợ hãi, nhưng đọc đến đoạn thứ 2, bà sẽ rất kinh ngạc. Lúc đọc đến đoạn thứ 3, bà cảm thấy an ủi vô cùng. Thế là bà bắt đầu đọc tư liệu rất dài, vì cả trang giấy to lớn ghi rõ hết chuyện đời trước của bà. Điều đáng ngạc nhiên là câu chuyện nhân quả báo ứng này cũng giống như vị Pháp sư Đài Trung từng kể 19 năm trước, nhưng ở đây ghi cụ thể tỉ mỉ hơn, có tên họ hẳn hoi. Đây là câu chuyện Đậu Nga kỳ án, nổi danh trong lịch sử mà ai cũng biết. Chuyện hoàn toàn có thật, được ghi như sau. Trương giáo sư kiếp trước là quan thái thú đào ngột, một tham quan hủ bại, không ác nào mà không làm. Ông đã bắt Đậu Nga hạ ngục, xử nàng chết oan. Đậu Nga nhân đây cùng tham quan kết huyết hải thâm thù, phát thệ đời đời sẽ truy tìm báo oán rửa hận, làm cho gia tộc kẻ thù luôn bị cảnh gia phá nhân vong. Đọc đoạn này bà sợ đến phát run. Sơ lược câu chuyện Đậu Nga kỳ án. Dân nữ Đậu Nga từ nhỏ mồ côi mẹ, phụ thân là một tú tài nghèo tên Đậu Thiên Chương. Do muốn lên kinh ứng thí mà không có tiền đi đường, nên đã vay nóng số tiền là 20 lạng bạc của bà quả phụ họ Thái. Nào ngờ năm sau, do số nợ lãi suất cao, biến thành 40 lạng. Ông Chương vô phương đền trả, đành phải đem con gái là Đậu Nga vừa gán nợ, vừa làm đồng dưỡng tức. Tức có nghĩa là cô dâu nhỏ được nhà trai nuôi từ bé. Đậu Nga ở nhà bà Thái được 10 năm thì được gả làm dâu nhà họ Thái. Nhưng chưa đầy 2 năm, chồng nàng chết đi. Đậu Nga ngóa bụa, đành ở vậy cùng với mẹ chồng. Lúc này tại Sở Châu có Trương Lương Nhi là một thanh niên lưu manh. Hắn hợp cùng với lão Trương là cha mình, xúm nhau bắt nạt, ức hiếp 2 quả phụ nhà họ Thái, ép buộc bà Thái phải lấy lão Trương. Bà mẹ chồng họ Thái vì muốn bảo toàn tính mệnh, bất đắc dĩ phải ưng lão Trương. Nhưng dã tâm Trương Lương Nhi không dừng ở đây, hắn muốn ép Đậu Nga lấy hắn. Đậu Nga cương quyết từ chối. Trương Lương Nhi bèn lập mưu hãm hại nàng. Hôm nọ mẹ chồng nàng bị bệnh, Đậu Nga nấu canh bổ đem dâng cho bà dùng. Nhưng Trương Lương Nhi đã lén bỏ độc vào canh. Thầm tính là trước tiên giết chết bà Thái, rồi sau đó ép Đậu Nga thành thân với mình. Nào ngờ lúc đó bà Thái buồn nôn nên bèn không dùng canh. Lão Trương thấy đồ ngon bèn giành lấy ăn sạch. Trong chốc lát thì thuốc độc phát tác, ông ngã xuống lìa đời. Việc xảy ra hoàn toàn ngoài dự tính. Trương Lương Nhi muốn hại mẹ kế, thành ra giết chết cha ruột. Hắn gian ngoa đổ hết tội giết người cho Đậu Nga và thư kiện lên quan. Tri phủ Sở Châu vốn là một tham quan, do nhận nhiều bạc của Trương Lư đút lót nên đã dùng cực hình bức cung ép Đậu Nga phải nhận tội. Nhưng Đậu Nga thà bị đánh chết chứ nhất quyết không nhận tội. Do vậy tri phủ bèn chuyển qua tra tấn, đánh đập bà Thái. Thương mẹ chồng, vì muốn cứu bà thoát đòn roi bạo hình, Đậu Nga đành gạt lệ nhận tội. Thế là nàng bị phán tử hình, bị trói giáp trường. Lúc đó Đậu Nga lòng đầy bi phẫn, nàng chỉ trời đất trách rằng: Trời ơi, ông để kẻ hiền bị áp bức xử quan mà cũng làm trời hay sao? Đất ơi, chẳng biết phân xấu tốt thiện ngay mà cũng làm đất hay sao? Khi đao phủ vung đại đao lên, ánh chớp sáng lóe. Lúc này Đậu Nga ngước lên trời, đọc to 3 lời nguyền. Nàng thề rằng: 1. Nếu tôi bị án oan, khi đao chém qua đầu thì máu không rơi xuống đất mà bay thẳng đến bạch kỳ, không cho một giọt máu tươi nào dính vào thi thể của tôi trên mặt đất. 2. Trong suốt tháng 6 đang mùa hạ, trời phải làm tuyết rơi dày 3 thước che phủ thi thể tôi. 3. Tôi chết rồi, toàn phủ Sở Châu phải liên tục bị hạn suốt 3 năm để chứng minh là tôi chết oan. Nàng thề xong, đao phủ vung đao chém, máu nàng quả nhiên bay thẳng lên bạch kỳ. Tiếp theo đó là suốt tháng 6 trời giáng đại tuyết phủ che thi thể nàng. Và sau khi nàng chết rồi, Sở Châu bị hạn suốt 3 năm. Ước nguyện của Đậu Nga đã được thực hiện, chứng minh rõ là nàng chết oan. Điều này đã giống lên lời hiệu triệu kinh thiên động địa. Toàn thể bá tánh ở phủ Sở Châu đối với tham quan đào ngột vô cùng oán ghét và cực kỳ cảm thông cho nàng Đậu Nga trẻ tuổi chết oan. Câu chuyện lịch sử này về sau đã khơi nguồn cảm hứng cho nhiều kịch bản sản sinh. Có kịch bản lấy tựa là Tháng 6 tuyết rơi, trải qua 100.000 năm nay luôn được tán thưởng. Tác giả Quan Hán Khanh cũng nhờ đó mà nổi danh và được xem như bậc thầy, một nhà soạn kịch tài ba cấp thế giới. Nhưng trong kịch bản công diễn thì có thêm phần kết cuộc như thế này. Sau khi cha Đậu Nga là Đậu Thiên Chương lên kinh thi đậu làm cao quan, ông phụng lệnh vua đến Sở Châu khảo sát dân tình và phát hiện vùng này bị hạn. Suốt 3 năm trời không mưa một giọt. Ông thầm nghĩ nhất định là có án oan, nên suốt đêm đó trong đèn tra lại vụ án Đậu Nga. Bỗng ánh sáng lóe lên, Đậu Nga xuất hiện, kể rõ oan tình, xin phụ thân chủ trì công đạo. Đậu Thiên Chương điều tra tỉ mỉ vụ án, cho xử lại và tuyên bố Đậu Nga vô tội, phán tử hình Trương Lương Nhi, cho hành quyết tại Sở Châu. Khi vừa tuyên án xong, trời mưa như trút. Khi bà Trương đọc đến đoạn thứ 2, đúng là rất ngạc nhiên. Vì vào tháng đó, năm đó, bà đã viết tờ thiên biểu này, làm y như pháp sư dạy và đốt đi. Tất nhiên không để lộ cho ai đọc. Nhưng toàn bộ nội dung này pháp sư đã nhận được đủ và chép lại đúng 1633 từ bà đã viết, giống như photocopy vậy. Đọc đến đoạn thứ 3, pháp sư đã tra ra và kết luận rằng hiện tại ngay trong đời này, Trương giáo sư chưa từng làm việc gì xấu. Lúc còn ở Đài Loan, bà đã giúp đỡ không biết bao nhiêu thanh thiếu niên nam nữ học tập tốt, khiến họ mở mang trí huệ. Bà là người con hiếu thuận, thờ mẹ hết lòng, việc gì cũng không dám làm trái ý mẫu thân. Nhưng đây, pháp sư khuyên bà hiện tại nên dốc sức sám hối. Ông nói: Bà nên chí thành sám hối, chăm chỉ học Phật, tinh tấn tu. Đọc xong đoạn cuối cùng, bà cảm thấy phi thường an ủi, liền đảnh lễ pháp sư, cảm tạ tất cả những gì ông đã làm cho bà. Pháp sư vội nói: Bà không cần cảm ơn tôi. Đúng ra tôi phải cảm ơn bà. Bà biết vì sao tôi tới nơi này hay không? Vì nếu tôi chẳng tra ra chuyện nhân quả của bà thì không được phép về Hương Cảng. Thấy bà Trương ngơ ngác không hiểu, vị tu sĩ liền giải thích: Sư phụ tôi vốn ở Hương Cảng, đã bế quan rồi, đúng lý thì phải bất vấn nhân gian sự, không lưu tâm tới việc thế gian nữa. Nhưng do trước đây từng thọ ơn bà, có lần bà đã cứu sống ông, mà trong lúc bế quan ông phát hiện bà đang gặp nạn, rất thống khổ. Vì vậy ông sai tôi hãy đem tôn tượng Quan Thế Âm này đến Los Angeles, tìm cho ra bà. Nếu tìm không được thì đừng hòng về Hương Cảng. Ngày đầu tiên tôi tới đây, chỉ biết đại khái tuổi của bà, dù bà ở rất gần. Nhưng Los Angeles rộng lớn như thế này, tôi biết đi đâu mà kiếm cho ra, nên cứ đinh ninh rằng mình khó bề quay về được. Tôi vào chùa này, hỏi thăm cầu may xem có phụ nữ nào giống như bà. Tình cờ ghé qua chăng, nào về hôm sau thì bà xuất hiện. Tôi vừa gặp bà đã nhận ra ngay, đây chính là người mình đang tìm, đúng là người mà sư phụ buộc tôi tới gặp. Nhưng lúc đó tôi không tiện nói rõ, chỉ biết sốt sắng hứa sẽ giúp bà. Giờ đây chuyện nhân quả của bà đã tra xong, tôi sẽ mang tư liệu này về Hương Cảng, bởi sư phụ tôi muốn giúp bà, nên ở Hương Cảng hiện giờ đang khai đàn, tổ chức pháp hội lễ giảng Phật rất trang trọng quy mô, bởi vì đây là nợ mạng tiền kiếp của bà, là án quan thiên cổ rất khó siêu độ, phải nhờ đến pháp hội cực kỳ lớn mới mong giải quan được. Hiện tại bà không cần phải lo nữa, tương lai bà sẽ có dịp đến Hương Cảng đảnh lễ sư phụ. Việc bà cần làm hiện thời là nên sám hối mỗi ngày. Trương giáo sư ngay giây phút đó xúc động vì cảm thấy mình tội duyệt quá sâu nặng, liền từ bỏ công tác đang làm, nguyện dùng những ngày tháng còn lại này chuyên tâm sám hối. Kể xong câu chuyện của mình, Trương giáo sư kết luận, mỗi người chúng ta không nhất định đều phải trải qua những chuyện kỳ dị như thế này, nhưng từ chuyện của người khác, chúng ta cũng có thể rút tỉa được những bài học hay. Tôi chỉ tiếc mình sám hối quá muộn. Nếu có thể, mong các bạn trước hãy lo sám hối, thì những tội nghiệp vốn có tất sẽ được tiêu trừ. Biết chuyện Trương giáo sư rồi, bút giả xúc động sâu xa nên không ngại ghi hết ra, hy vọng người hữu duyên có thể nhờ xem câu chuyện này mà tỉnh ngộ, tu sửa thân tâm. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chân thật của bài văn này. Trương giáo sư hiện đang ở tại Los Angeles. Sư phụ của tôi ở tại Mỹ cũng đã từng kiểm tra và xác nhận đây là câu chuyện hoàn toàn có thực. Phúc Đức Hải ghi lời người dịch. Nếu bạn đọc thắc mắc bà Trương tạo tội thọ khổ đã đành, tại sao thân quyến cũng rước họa lây? Nếu từng xem qua các cuốn sách báo ứng rồi, ác bạn sẽ hiểu là đồng nghiệp chiêu cảm. Tham quan đào ngột ngày xưa không tạo ác đơn độc, mà còn có cả phe cánh của ông. Những quan hệ cấp trên và thuộc hạ cũng có thể biến thành thân quyến đời sau. Cho nên theo luật nhân quả vận hành, có thù thì tìm đến báo, có nợ phải đền. Do vậy mà cả gia tộc bà đều phải nếm cuộc báo thù của Đậu Nga. Tôi đã tìm dịch thêm câu chuyện Thái Bình Thông ở cuốn sách khác, đem sắp vào đây nhằm giúp độc giả sáng tỏ thêm về lý nhân quả báo ứng, hiểu rằng một người có thể đầu thai tới lui trong dòng tộc thọ báo tương tục. Khi dịch câu chuyện này xong, tôi rất ngạc nhiên. Trường giáo sư hiện đời là một phụ nữ đức hạnh, nhưng kiếp trước lại là tham quan ác độc. Nếu đem so quá khứ và hiện tại thì thấy giống như là hai người khác nhau, tương phản hoàn toàn. Nhưng mà cũng dễ hiểu thôi. Tham quan đào ngột sau khi xử án Đậu Nga xong, nội việc chứng kiến máu bay lên bạch kỳ, tháng 6 trời làm tuyết, và sau đó hạn hán 3 năm, cộng thêm lời dân chúng ta tháng chỉ trích, cũng đủ để cho ông sợ toát mồ hôi, sinh tâm ăn năn hối cải, tu hành cực mạnh rồi. Và chính nhờ cái tâm sám hối tha thiết tu sửa mạnh mẽ đó, đã chuyển đào ngột từ một kẻ ác độc trong kiếp quá khứ thành một kẻ đức hạnh đời hiện tại, bạc hết mọi dấu vết xấu xa lỗi lầm. Đến nỗi khi kiểm điểm lại, đã thấy ngay trong đời này y như chẳng còn mang theo một chút thói ác nào được di truyền từ quá khứ. Chỉ có kẻ bị hại là hận thù đời đời theo báo mà thôi. Còn Đậu Nga là cô gái đặc biệt. Thông thường các nàng dâu hay nghịch với mẹ chồng, nhưng Đậu Nga thì khác. Nàng cư xử rất tốt với mẹ chồng, Do không đỡ chứng kiến cảnh bà bị đòn roi, nàng chấp nhận hy sinh, nhận tội lỗi, lãnh án tử hình oan. Có thể nói, nàng là người có đức hạnh, cho nên mọi lời thề nguyện của nàng đều thành sự thật. Tôi nhớ đã từng đọc một truyện của Tây Phương, nhưng không biết truyện này có thật không. Kể về một tử tù bị tuyên án oan. Ông chỉ vào các nhân vật có chức quyền trong phiên tòa, thề rằng bộ ông sẽ không bao giờ bọc cỏ để chứng minh mình bị oan. Sau đó tại nghĩa trang, các mộ khác đều xanh cỏ, chỉ duy nhất ngôi mộ tử tù này là không bao giờ có cỏ mọc. Điều này khiến các nhân vật trong tòa chột dạ. Họ bèn nhờ người mang cỏ đến trồng trên mộ ông, nhưng cỏ chết hết, mộ kẻ bị xử oan vẫn mãi mãi không mọc cỏ. Có vẻ như lời nguyền của những kẻ bị án oan có đức hạnh luôn được thực hiện. Thông thường, ở thân phận bình dân, khi mà mọi thứ sở hữu đều khiêm tốn, người ta ít có cơ hội tạo lỗi hơn so với lúc bản thân có chức quyền, địa vị cao. Tôi nhớ tới chuyện công chúa Thăng Hoa trong tập báo ứng hiện đời 1-2. Khi làm công chúa, nàng đoạt chồng của dân nữ và giết người không gớm tay. Hễ ai trái ý là nàng giết. Tính nết kiêu căng, trịch thượng, quyền uy, ác độc. Nhưng lúc tái sanh làm thường dân, nàng lại rất hiền lành. Một con cua cũng không dám giết, thậm chí còn thiết tha niệm Phật cầu cho nó đừng bị chồng sát hại. Cũng một con người đó, quá khứ thì tàn nhẫn ác độc, nhưng hiện tại thì lại hiền lành, tốt nết. Tất cả những thay đổi này nói chung đều xuất phát từ lòng ăn năn hối cải, nguyện dứt ác, tu thiện mãnh liệt. Có lẽ nhờ vậy mà khi tái sinh, những người ác đó đã xóa hết tập quán tệ, chỉ còn lại những nết tốt, hành thiện, làm hành trang đem theo qua kiếp sau. Đó là điều đáng mừng cho họ. Nhưng không phải ai cũng biết giác tỉnh, sửa đổi mạnh như vậy. Thật chí lý khi Phật nói tạo si phước, tạo mà không có trí tuệ là tội nghiệp đời thứ ba. Bởi những phước báo đã tạo quá nhiều, nếu có lên trời, hưởng hết rồi cũng bị đọa. Còn nếu được ở dân gian hưởng phúc thì sẽ sinh làm người quyền quý, giàu sang. Rồi chính vì những tiền của, quyền lực, tài sắc đó, người ta lại có cơ hội tạo tội nhiều hơn. Cho nên Phật luôn nhắc nhở ta phải tu theo chánh pháp để đời đời luôn có trí tuệ, dẫn lối soi đường, giúp ta không đọa lạc. Nam mô Nam mô